Xin chào anh em, như tiêu đề sẽ gửi đến cho anh em và trải nghiệm tính năng đua xe của Liên Quân. Và quan trọng hơn đó chính là nhận tướng và trang phục free tùy chọn dưới 450 quân huy. Trời ơi, event gì mà ngon vậy ta? Event này diễn ra trong 2 ngày, hôm nay 19 tháng 12 và ngày mai 20 tháng 12. Cái đơn giản của anh em là vào máy chủ thử nghiệm iOS và Android, trải nghiệm đua xe và sau đó chụp lại kết quả top 1 của anh em và gửi tới để cho gà rán. Nếu bạn là người đua xe và là tay lái đua nhanh nhất với thời gian tuyệt vời thì các bạn sẽ nhận được tướng và trang phục tùy chọn dưới 450 quân huy ở máy chủ chính thức nhé. Đầu tiên chúng ta phải lấy cái Open ID ở bản chính, tức là chơi ở máy thử nghiệm nhưng nhận quà tướng và trang phục free 450 quân huy ở máy chủ chính thức. Đây nha anh em, máy chủ chính thức phải nói luôn chứ không phải là nhận quà máy chủ thử nghiệm đâu. Đầu tiên anh em nộp bài thi ở vòng đua siêu tốc, nhập Open ID và ảnh. Đây anh em, ảnh có hình Victory nhá, 2 phút 38 giây. Ai nhanh hơn tôi không ạ? Anh nhanh hơn tôi 2 phút 38 giây không? Và gửi phần thi đến gà rán nếu bạn là 10 người chạy nhanh nhất server nhá. Giáng sinh tới rồi anh em. Nếu các bạn muốn nạp quân huy hoặc là mua trang phục, mua các vị tướng tuyệt vời ở trong link VIP, lên ngay tngshop.vn. Gặp sự cố chỉ cần đơn giản là liên hệ ngay nhân viên ở phần trang chủ, ấn vào đây sẽ được bồi hoàn 100% cho anh em. Các bạn lựa chọn phần giải trí và vào chọn đua xe. Ở đây chúng ta sẽ có vị tướng, ưu tiên anh em lựa chọn các vị tướng cơ động có chiêu thức vượt địa hình sẽ tối ưu khả năng đua xe cho anh em. Trải nghiệm ngay để cho anh em nào mà chưa tham gia bao giờ đấy ạ thì có kinh nghiệm nhé. Ok anh em chuẩn bị nào. Anh em thấy cái hình tay lái không? Đánh nhau rất kịch liệt anh em ơi. Mình có thể đua xe và đưa đồng đội đi chung luôn kìa. Ari đang tổ lái cùng mình. Tức là chỉ cần một đồng đội của chúng ta đua xe, chúng ta có thể đưa đồng đội theo luôn. Hấp dẫn chưa? À, cái thằng Zephyr này định đòi trước à? Tung chiêu cản cái địch lại. Ui ui ui, cẩn thận đóng băng kìa. Có thể nhặt các phần quà hỏi chấm ở trên đường đi nhá. Ui, chúng cái cửa bị làm choáng. Lướt nhanh lướt nhanh. Tổ lái luôn anh em ơi. Mình đang đi cùng thanh niên Vinh Pro, là đồng đội của mình nhá, cùng chạy tuyến này. Bị hắn quả bom mù. Viên đạn làm choáng kẻ địch. Rất nhiều vật cản trên đường nha anh em. Đây, nếu mà các bạn lựa chọn vị tướng cơ động các bạn để vượt qua dễ dàng. Ôi, lạnh quá anh em ơi. Tổ lái anh em nhớ mặc áo ấm vào nhá, không là lạnh chết. Ôi trời, chạy nhanh chạy nhanh. Cản cái địch lại. Tung chiêu. Một vòng đầu tiên chúng ta nhận được cái vòng bảo hộ của kiểu Muras. Rất là nhiều thứ hay ho. À, cái thằng Grack này nó lại phá mình anh em ạ. Lên xe nào. Có thể tốc biến. Có cả chiêu thức của kiểu Joker cơ anh em. Hay thực sự luôn. Làm choáng nó lại luôn anh em. Tăng tốc lên các bạn. Thằng Zephyr đang vượt xa hơi mình đấy nhá. Trời ơi, mình đã ra phải lựa chọn cái khung ở đằng cạnh anh em ạ. Bị làm choáng kìa. Cay rồi anh em, cay rồi. Cái hạn chế này 3 lần bị khống chế kìa. Làm choáng. Ok ông Vinh, ôi sao nó không mang mình theo nhở. Vô lý thật. Mình thì còn cho nó lên xe theo mà nó lại quên mất mang mình theo. Đường tắt, đường tắt, đường tắt. Cái gì cũng vậy thôi anh em phải biết đi đường tắt nhá thì mới có thể đạt được cái top 1 ấy. Ơi thanh niên định chơi mình như mình có miếng khống chế cơ mà. Làm gì được nhau. Top 1 anh em ơi, top 1. Nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại top 1 trong khi thằng Zephyr đến trước. Bởi vì đồng đội thằng Zephyr nó đến đâu anh em. Quan trọng ấy là đồng đội phải đến chung. Thì thằng Vinh Pro này nó đến kịp với mình anh em thì mình mới đạt top 1 nhá. Không là toang đấy. Anh em thấy không, thằng Zephyr kìa.
Nó top 2 thôi, bởi vì thằng Omega đi với nó đấy ạ. Nó đi chậm hơn rất nhiều. Tức là cái trò chơi này anh em phải phối hợp kết hợp đồng đội. Nên nếu mà các bạn muốn nhận tướng và trang phục cùng quân huy đấy ạ, tốt nhất là có một thằng bạn đi chung thì nó sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Đây anh em, 2 phút 38 giây chụp xong phần Victory và gửi cho gà rán. Các bạn có thể tham gia nhiều lần, nhiều trận đấu để có kết quả gọi là nhanh nhất. Bởi vì các bạn nhớ là trong 2 ngày hôm nay, tức là hôm nay và ngày mai đấy, là thời gian các bạn gửi đến cho gà rán. Không quan trọng là bạn gửi sớm hay gửi muộn, mà quan trọng là thời gian của anh em chiến thắng phải là 10 người ở trong server gửi tới nhanh nhất. Đấy là quan trọng nhá. Lần này là test bằng con Triệu Vân. Anh em thấy không? Anh em mà cầm mấy vị tướng kiểu như Triệu Vân thì gặp rất là nhiều khổ. May mà thanh niên tốt thanh bình này cho mình đi nhờ ké xe nha anh em. Có thể khống chế kẻ địch, khống chế kẻ địch để mà nó đi chậm hơn mình. Wow. Ôi, bị làm choáng kìa. Bị làm choáng tức là cái viên đạn của Elsu rồi anh em. Thực ra đây là cái trận đấu đầu tiên mà mình đua xe. Cái trận đấu top 1 vừa rồi đấy là cái trận đấu thứ hai, khi mà mình đã rút kinh nghiệm và pick mấy vị tướng cơ động hơn kiểu như là Airy, hoặc là các vị tướng có chiến thức vượt hình như là Zephyr, giúp anh em hiệu quả hơn nhá. Đấy, bên mình không chiến thức nên không thì mình có thể vượt qua cái vượt cản kia luôn anh em ạ. Của thanh niên ID không lên cùng mình được à? Mình nhớ lên được cùng ta. Có tốc biến này anh em. Lên với ông ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi có thể là lên chung với đồng đội. Nên các bạn mới nói là muốn giành chiến thắng đấy ạ, thì các bạn phải có đồng đội. Đua nào. Đấy, đồng đội đâu rồi, lên. Đấy, anh em nhá, anh em là đồng đội nhá. Nhớ bấm vào để mà lên cùng team nhá, để mà chúng ta có thể đi đua xe nhanh hơn. Tục biến qua luôn này. Trời ơi, mình còn chưa dư cái chiêu 1 lại. Tăng tốc lên, đưa anh em đi cung nào. Lên, 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 lên. Anh em thấy không? Hai bọn tôi mặc dù đi hơi mũi chậm một chút, nhưng mà đều biết là phối hợp cho nhau. Có cảm nhiên khống nha anh em. Hay thực sự. Yeah, chạy nhanh lên bạn ơi. Làm choáng luôn kìa. Làm choáng cái thằng đi đầu. Nên rất là hiệu quả. Bom cười làm gì ta? Bom cười như là làm chậm kẻ địch anh em. À, cái này là cái miếng khống này anh em. Tức là miếng khống chế, không bị kẻ địch khống chế. Chế độ vừa hết là bị con đắc kéo kìa. Anh em thấy cái chế độ này thú vị chưa? Rất là nhiều chế độ hay ho và thú vị. Các bạn đừng quên tham gia nhá. Nhanh lên, nhanh lên. Chờ bọn nó đi nhanh ta. Và đó là đua xe. Trong 2 ngày này đang có event, các bạn nhớ tham gia nhá. Hạng 4 luôn kìa. Đen chưa? Chỉ là ví dụ cho anh em thôi. Tham gia ngay nhá. Chạy càng nhanh, nhận quà càng to. Và nhớ là 10 người đua xe thời gian nhanh nhất. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.